Tập 7. Sếp, cái này của cậu à? Đúng, thỏa thuận vay tiền. Nói vậy thì cấp cứu 50 triệu là ba mẹ đổ lạp lạp. Hơn nữa hình như toàn bộ tích lũy của hai cụ, sáng sớm nay họ đến ngân hàng rút khoản gửi định kỳ ra. Nếu năm nay công ty thực hiện giá trị thặng dư thì tham gia chia lãi theo quyền sở hữu cổ phần. Nếu không thực hiện thặng dư thì chiếu theo quyền chủ nợ, trả lãi theo lãi suất chuẩn cho dây thương mại. Đây chẳng phải là kiếm tiền mà không lo lỗ sao? Là tôi khăng khăng muốn làm như vậy. Cậu nghĩ xem, nếu không phải người ta bỏ ra 50 triệu giúp chúng ta một tay vào thời điểm quan trọng, thì bây giờ công ty phải đóng cửa rồi. Hơn nữa 50 triệu này là tiền dưỡng lão của hai cụ. Ngay cả tiền dưỡng lão của người ta tôi cũng không bảo vệ cho tốt. Vậy người ta dựa vào đâu mà tin tôi có thể bảo vệ con gái của họ chứ? Sếp à, cậu cảm động như chuyện này thì tôi cũng thôi, nhưng mà chuyện này tuyệt đối không để mẹ cậu biết được. Các bà mẹ thích nhất là việc so sánh đãi ngộ, ghen tị đố kỵ. Nói ai ghen tị vậy? Được rồi, tôi giới thiệu với cậu, đây là thực tập sinh mà tôi nhắc tới, em gái tôi Tô Thiện Sướng. Chào cô, tôi là Khâu Kiệt Khắc. Được rồi, sắp đến giờ rồi, chúng ta phải đi kiểm tra gian trưng bày. Phong cách Tây sao? Đúng vậy, không thể để anh Dương Nhĩ mất mặt được. Tôi nói cô biết, tôi là cấp trên của cô, cậu ta là sếp của cô. Vậy nên sao để ở công ty không được gọi là anh trai? Và anh Dương Nhĩ thành quen rồi, gọi giám đốc Dương nghe kỳ lắm. Vậy thì gọi theo tôi, gọi là sếp. Cái kế hoạch động thân đó đại khái là như vậy. Giờ chúng tôi mong cô đưa thêm chút ý kiến. Chúng tôi sợ có chỗ suy nghĩ chưa chu toàn. Cứ việc chỉ trích, các anh làm chuyên nghiệp lắm, tôi không có ý kiến gì. Nhưng mà đối thủ cạnh tranh các anh điều tra thế nào? Nếu lỡ hôm đó là xuất hiện tình huống đụng ý tưởng thì mất mặt lắm. Điều này cũng không cần phải lo, chúng tôi điều tra rất kỹ. Tôi là muốn biết các anh điều tra như thế nào đấy. Là như vậy, tất cả hoạt động đều cần nhà cung ứng, mà tất cả các nhà cung ứng đều rất thân thiết với sếp của chúng tôi. Đơn giản như vậy. Dương Nhĩ, xem ra những lời khen ngợi và trong cảnh này đúng là không sai. Không được khen nữa, không được khen nữa, còn khen nữa tôi kêu đấy. Thực ra chủ yếu là vì người quản lý mới của DB vừa mới tới nên chưa phát huy hết sức. Không có kẻ địch mạnh, không nói sợ vấn đề. Được rồi, mọi người đều vất vả rồi. Chúng ta cùng đi ăn trưa, tôi mời. Cơm Pháp. Được, không vấn đề. Được, tôi biết rồi. Được, lát nữa gặp. Chuyện gì vậy? Tôi đúng là không có lộc ăn. Lần nào cứ tới lúc quan trọng thì bên công ty thiết kế có chút việc, tôi phải qua đó ngay. Được, được, được. Vậy mọi người cứ ăn thông thả, đợi sự kiện kết thúc tôi lại bù cho anh. Nhất định rồi. Đúng rồi, tôi có phần tài liệu muốn cho Dương Dĩ xem. Làm rơi trên xe rồi. Cô đi lấy giúp tôi được không? Không vấn đề, tôi đi luôn đây. Với tài hoa của anh, sẽ không hài lòng với quyền đại lý nhỏ nhoi phải không? Cô có sáng kiến gì phải không? Tổng công ty chúng tôi bên châu Âu rất cần nhân tài với anh. Châu Âu? Không được, không được. Đương nhiên, tôi rất cảm ơn lời khen mà các cô dành cho tôi. Nếu là 3 năm trước, tôi mong còn không được, tôi sẽ đi ngay. Dạo này tôi đang chuẩn bị cho lễ cưới, phải cắm rễ rồi. Đúng rồi, vừa nãy chúng ta từ buổi họp báo về là lãnh đạo sau khi thị sát xong phải cho đánh giá tổng kết chứ. Tâm huyết mà anh bỏ vào buổi họp báo lần này vượt xa mong đợi của tôi. Cô xem, lúc đó tôi nói đúng chứ. Cô tin tưởng thực lực của tôi. Cô giao quyền đại lý này cho tôi là sự lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên rồi. Tôi nghe nói gần đây công ty anh gặp chút vấn đề về tiền vốn. Nếu còn số không lớn, tôi có thể nghĩ cách giúp anh. Không sao, không sao, không sao, không vấn đề gì. Anh yên tâm, đây là khoản vay của cá nhân tôi, không liên quan tới công ty. Vậy càng không được. Sophia, cô đừng lo, tiền không phải là vấn đề. Hơn nữa, tiền vốn cho buổi họp báo lần này khá dồi dào. Không cần lo, thật sao? Anh kiếm được tiền rồi à? Bây giờ cắt giảm tiền vốn đâu có dễ mượn tiền như vậy. Người nhà giúp đỡ. Vợ chưa cưới của anh tốt thật.
Muộn rồi, cùng đi ăn khuya đi. Lần sau vào phòng tôi nhớ gõ cửa. Chuyện Tiểu Tam lần trước, người ta chịu không ít ấm ức thay cho anh. Anh đã nói đi ăn cơm để bù đắp mà. Đã tới giờ này rồi, cô ăn cơm không sợ mập sao? Không phải em bảo tôi hẹn cho Diệp Lý sao? Tôi cũng phải báo cáo với anh tiến độ chứ. Được, vậy cô đợi tôi một chút. Tôi gửi một cái mail đã. Đây không phải Dương Dĩ sao? Người phụ nữ này là ai cho cô động vào đồ của tôi? Cô quản nhiều chuyện quá đó. Đây là phóng viên tên Lý Cường chụp được. Anh cầm mấy bức ảnh này không phải định đối phó Dương Dĩ chứ? Mặc dù con người của Dương Dĩ làm gì không biết giới hạn, nhưng mà ít ra tôi cũng không biết dùng thủ đoạn đê hèn này đối phó với anh ta. Sao anh nói câu này nghe mà không khiến người ta tin tưởng lắm? Không phải anh sợ Đỗ Lạp Lạp đau lòng nên giữ mấy bức ảnh này đó chứ? Tôi hỏi cô, Đỗ Lạp Lạp đau lòng hay không? Có ảnh hưởng tới thị phần của DB không? Có ảnh hưởng sự đánh giá của tôi không? Có ảnh hưởng việc tôi thăng chức tăng lương không? Mặc dù Dương Dĩ là đối thủ cạnh tranh của tôi, nhưng anh ta vẫn là bạn học ở trường thương mại Trung Âu với tôi. Bọn tôi vẫn có tình bạn học. Đừng trách tôi không cảnh cáo cô. Chuyện bức ảnh này không được truyền ra ngoài. Nhớ đó. Tôi không nói là được chứ gì. Điện thoại tôi rơi ở phòng trà, tôi đi lấy. Đỗ Lạp Lạp, sắp là cô dâu rồi còn tăng ca sao? Tôi đang chuẩn bị kế hoạch quản lý thực tập sinh, không ngờ đưa ra ý tưởng thì dễ, lập phương án thì phức tạp như vậy. Nói là khó, thực ra cũng chỉ phiền phức ở hai điểm: phạm vi tuyển dụng và tiêu chuẩn đánh giá. Anh cũng biết mấy chuyện này. Mặc dù tôi không phải quản trị nhân sự chuyên nghiệp, nhưng tôi cũng không đếm được tôi từng tuyển dụng bao nhiêu người. Nói sao thì cô cũng từng dự một tiết học của tôi. Tặng cho cô một lời khuyên, người làm công sở như chúng ta có một tố chất rất quan trọng, đó chính là nhận rõ hiện trạng của bản thân. Là ý gì? Trước đây cô nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy, từng có quyền giám đốc vài ngày, chứ tuyệt đối được nghĩ rằng đó chính là thực lực thực sự của cô. Tôi đã xem quỹ đạo phát triển của cô xuất thân từ hành chính, thăng tiến quá nhanh, hơn nữa nền tảng là quá yếu, không vững chắc. Tôi thấy quản trị nhân sự dù sao cũng là công việc kỹ thuật, nếu bây giờ ngay cả một phương án kế hoạch nhỏ nhoi cũng mơ hồ bối rối, chứng tỏ cô cố chống đỡ cũng chỉ là trình độ cấp chủ quản. Tôi đã được đánh giá cấp 4 rồi, anh có cần phải cười trên nỗi đau người khác như vậy không? Hơn nữa tôi làm phương án này thực sự có ích cho công ty. Không phải các anh cũng thường xuyên ca tháng nói không tìm được người mới chất lượng sao? Cô muốn để lại chút ấn tượng tốt cho sếp mới, chuyện này tôi có thể hiểu, nhưng tuyệt đối đừng kéo các bộ phận khác của tôi vào rắc rối. Chúng ta có chỉ tiêu nghiệp vụ đúng thực tế mà. Anh còn chưa biết kế hoạch cụ thể của tôi là gì, sao biết là không thực hiện được? Đến sáng sớm mai cô có thể đặt đề xuất dự án lên bàn thư ký của tôi có thể suy nghĩ xem xét. Được, không thành vấn đề. Hãy
Xin giám đốc Trần hãy đọc nó. Hôm qua cô không về nhà sao? Tăng ca, còn chưa kịp thay quần áo. Louis, bản kế hoạch này tôi đã làm xong rồi. Cô sắp làm cô dâu rồi, dạo này phải chú ý sức khỏe. Kế hoạch này đã qua sự điều tra của các bộ phận phải không? Đã chuyển tới phòng thị trường rồi, tôi muốn bắt đầu từ chỗ họ. Giám đốc Trưởng cũng nhận lời là sẽ xem. Nó sẽ trở thành bản tham khảo cải cách của bộ phận bọn họ. Ý đồ của cô thì không vấn đề, nhưng trọng điểm thực hiện kế hoạch này nằm ở việc hợp tác bộ phận. Nếu không có được sự ủng hộ của phòng thị trường thì vẫn là lãng phí thời gian. Tôi sẽ mau chóng liên hệ các bộ phận, xác định ý định hợp tác. Hợp tác bộ phận luôn là việc khó nhất, cũng là điểm mấu chốt để khảo sát. Giám đốc quản trị nhân sự, tôi không sợ khó. Tôi sẽ cố làm. Tôi cũng sẽ từ từ để anh hiểu. Tôi là loại người một khi đã xác định mục tiêu thì sẽ loại bỏ mọi khó khăn để tiến lên phía trước. Vào đi. Giám đốc Trần, xin hỏi anh đã xem qua phương án chưa? Phương án gì? Chính là phương án này. Tôi đã hoàn thành trước khi đi làm và đúng 6:30 đặt nó trong văn phòng của anh. Anh sẽ không lật lọng ngay cả một chút chuyện nhỏ này chứ? Để đó đi, tôi xem xong sẽ báo cho cô. Tôi đã hỏi thư ký của anh rồi. Trong 2 tiếng nữa anh không có cuộc họp nào, nên việc anh xem ngay bây giờ luôn đi. Tôi ở đây đợi anh là được. Cô chạy tới phòng thị trường đại ép mua bán. Đúng là chỉ có cô thôi. Giám đốc Trần, từ sau khi anh tới đây, tôi đã giúp Lý Khôn cấp dưới của anh. Cũng vì chuyện tranh chấp tình cảm của anh mà chịu oan ức. Ân tình anh nợ tôi không chỉ 1-2 chuyện đâu. Nhưng tôi sẽ không so đo mấy chuyện này. Chỉ cần hôm nay nghiêm túc xem phương án của tôi, chúng ta coi như quề nhau. Vì một phương án, cô nói sẽ cứ phải như vậy. Buổi họp báo chỉ là lướt qua thôi. Mọi chuyện đều hợp quy củ. Được rồi. Cứ ép tôi xem tài liệu còn bản thân mình lại ngủ. Cái làm việc của quản trị nhân sự các cô đúng là khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. Vậy anh xem xong chưa? Xem xong rồi. Không có cửa đâu. Tôi biết anh đang lo về chi phí đào tạo, nhưng anh cũng nên vì sự phát triển lâu dài của bộ phận xem xét một chút. Trước giờ tôi chưa từng bắt đầu đào tạo người mới từ con số 0. Đừng phí lời nữa. Vừa từ phòng thị trường về, đàm phán thế nào rồi? Nhưng mà tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Vừa rồi ở phòng trà tôi nghe được lời đồn, nói cô ép Trần Phong xem tài liệu, còn mình thì ngồi ngủ trong văn phòng anh ta. Tôi xin lỗi. Lúc vừa tới đây tôi nghe nói cách làm việc của cô khác với mọi người. Quả nhiên, danh bất hư truyền. Vì tôi cũng thực sự cảm thấy dự án này có lợi cho công ty, vậy nên tôi mới cố gắng thúc đẩy như vậy. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên tôi có được lòng tin với công việc trong suốt 1 tháng qua, nên có lẽ mới mong muốn thành công như vậy. Thật xin lỗi. Không cần xin lỗi. Lạp Lạp, có thể cô có chút hiểu nhầm với tôi. Đúng là tôi rất coi trọng lưu trình và tính quy phạm, nhưng với những người có sức sáng tạo và đam mê thì tôi vẫn luôn rất có ý khích lệ, cũng rất mong chờ biểu hiện lần này của cô. Anh yên tâm, họ đều nói tôi là nữ chiến sĩ, vậy nên tôi nhất định không dễ dàng từ bỏ. Đồng thời, cô cũng là người sắp làm cô dâu. Hôm nay tăng làm đúng giờ, về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Đừng quên người biết sống mới biết làm việc. Sướng sướng, chị mua bánh gato 85 độ C cho mọi người. Chị Lạp Lạp, sao hôm nay chị rảnh rỗi qua đây? Hôm nay không tăng ca, vừa hay tới thăm mọi người.
Nhưng mà anh Dương Dĩ rất bận. Suốt từ buổi ăn trưa xong là họp hành. Buổi họp báo chuẩn bị sao rồi? Chị còn không tin năng lực của anh Dương Dĩ sao? Sophie rất hài lòng. Trong ánh mắt đã lộ sự ngưỡng mộ rồi. Khách hàng hài lòng là tốt. Hơn nữa Dương Dĩ đối với khách hàng nữ luôn có cách mà. Chị Lạp Lạp, chị tự tin thật. Ngày nào Dương Dĩ cũng làm việc với người đẹp khí chất, mà chị cũng không ghen. Em nói tới Sophie sao? Chị chưa từng gặp cô ấy đẹp lắm sao? Bây giờ khâu lưu động có vấn đề, chúng ta phải lập tức hợp để sử dụng phương án dự phòng. Đào cô bé, đem tài liệu ra trước đã. Sao lại tới đây? Tiện thể thăm một anh. Không sao đâu, nếu anh có việc thì cứ bận đi. Đúng là có việc phải hợp, có chút vấn đề. Hay là như vậy đi, em đi tìm hai lần, hai người đi ăn cơm. Có được không? Vậy anh mau đi đi. Được. Nếu muốn cắt khâu tương tác thì chúng ta phải nghĩ lại từ đầu. Phải bố trí tổng thể thế nào? Sophie cũng có ý kiến gì không? Trong phương án đầu tiên của anh có một chi tiết tôi rất thích, bây giờ có thể lấy về. Đây là ý kiến hay đó. Nào, chỗ tôi có đây là phương án này phải không? Tối qua mình thức đêm là một dự án, kết quả cuối cùng thì sếp nở một nụ cười. Nhưng vừa rồi mình đi tìm hỏi chồng tương lai của mình, anh ấy nói anh ấy phải hợp với một người phụ nữ như Trương Mạn Ngọc, sau đó đẩy mình cho cậu đó. Ai vậy? Rất cảm ơn có thể hợp tác. Cảm ơn anh. Khi nào về thì đưa dự án cho ta cho tôi. Được. Bên cạnh Đổng Thanh là ai vậy? Người đó là Trần Phong, là giám đốc phòng thị trường thay thế vị trí của Dương Dĩ. Dự án mà Dương Dĩ đang làm hiện giờ cạnh tranh với DB. Hơn nữa hai người họ trước đây ở Bắc Kinh là đối thủ. Nhưng người đó thoạt nhìn thì giống người của cơ quan chính phủ. Cũng sắp bắt đầu buổi họp báo rồi. Vậy tại sao anh ta còn ở cùng người của cơ quan chính phủ chứ? Nếu có cạnh tranh thì cho dù cậu biết chuyện này cũng không thể nói với Dương Dĩ, phải không? Nhưng mà Trần Phong này đúng là có hơi kỳ cục. Đây là lần đầu tiên anh ta ra mắt đại diện cho DB. Hình như anh ta chẳng coi trọng chút nào. Mà hôm nay văn phòng còn nói cái gì mà cứ coi như lướt qua là được. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Lời khuyên đầu tiên để làm một người vợ tốt là hoàn toàn tin tưởng chồng mình. Cảm ơn cô đã giúp tôi hẹn với chủ nhiệm Lý. Đây là việc thuộc bổn phận của tôi. Giám đốc Trần, anh hãy nhớ công lao của tôi là được. Đừng khách sáo với tôi. Chỉ đang giận chuyện lần trước sao? Tôi có tư cách và lập trường gì mà giận? Chứ lần đó lập ầm lên thì chuyện gì vợ chưa cưới của anh cũng được giải quyết triệt để rồi. Anh cũng coi như trong quả có phúc. Nên mới nói tôi ghét dưới loại phụ nữ này. Cứ tự giúp tôi vài lần là có thể thao túng tôi. Là thật. Trần Phong, tôi không phải loại phụ nữ được chiều mà sinh hư. Tôi đã hy sinh bao nhiêu vì anh. Tôi nghĩ tôi không cần nói nữa. Trong lòng anh biết rõ hơn ai hết. Trong chuyện này tôi có chút ích kỷ. Cô vẫn có lòng ích kỷ là được rồi. Cô yên tâm, mỗi một món nợ tôi đều nhớ rõ ràng. Cô sẽ có thu hoạch. Tôi làm giám đốc cũng được một thời gian rồi. Ở công ty quản lý khôn là vị trí cấp cao. Hình như không được công bằng lắm. Công bằng hay không thì tôi tự biết. Cứ lo tốt chuyện của cô đi. Lý Khôn, phương án này dựa theo định gì sản phẩm không phù hợp với DB? Tôi không thể chấp hành. Phương án đã được giám đốc Trần cho phép. Xử lý giữ nguyên cũng là ý kiến của anh ấy. Nếu cô có vấn đề, tại sao không đưa ra trong buổi họp kế hoạch? Làm ơn đi, xử lý giữ nguyên và xử lý qua loa khác nhau. Đưa sự kiện này ra ngoài thì danh dự của DB sẽ bị ảnh hưởng, anh có biết không? Hay là như vậy, chúng ta đi tìm giám đốc Trần báo cáo rồi tính tiếp. Hai người trong phòng hợp cái cọ gì vậy? Để cho người của cả phòng được nghe thấy. Giám đốc Trần, phương án của Lý Khôn thực sự không đủ quốc tế quá. Mà dù lần này dự toán có hạn, nhưng tôi cho rằng có thể lập ra một kế hoạch rất tốt. Cô cho rằng có thể ưu hóa phương án này trong dự toán hiện tại sao? Đương nhiên là được. Được, tôi cho cô 24 tiếng làm lại bản mới cho tôi. Lần họp tới thảo luận. Anh yên tâm, tôi nhất định cho anh một đáp án viên mãn.
Lý Khôn, Lạp Lạp, tôi muốn nói một chút với anh về chuyện ước duyên. Chúng ta tới phòng họp được không? Được. Vừa nãy Đồng Thanh đúng là hơi quá đáng. Dù sao cũng là cấp trên cô ấy, hơn nữa giám đốc Trần không nên ủng hộ cô ấy ngay trước mặt. Thật ra thời gian trước đó hợp tác vẫn ổn. Có thể dạo này cô ấy ỷ vào việc giới thiệu không ít mối quan hệ với giám đốc Trần, nên ngày càng kiêu căng và hống hách. Đúng vậy, hơn nữa Đồng Thanh cũng thân thiết với nhân viên cấp cơ sở hơn. Công việc của anh đúng là không dễ dàng. Lạp Lạp, lần này cô nhất định phải giúp tôi tuyển được người đắc lực. Có người mới vào tôi có thể đào tạo từ đầu, như vậy tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này anh yên tâm, chúng tôi nhất định ủng hộ hết sức. Đúng rồi, lần trước tôi đã nói chuyện với giám đốc Trần về dự án quản lý thực tập sinh. Anh ta có từng đề cập với anh không? Là phương án mà cô Tăng Ca để làm sao? Tôi có xem qua, nhưng giám đốc Trần hình như không hứng thú lắm. Tôi thấy có thể anh ta lo không có người dẫn dắt người mới. Anh có thái độ tích cực với người mới như vậy thì dự án này còn bàn được. Anh có thể lựa lúc thích hợp giúp tôi nhắc với anh ta không? Được, tôi sẽ về xem kỹ thêm phương án rồi tìm cơ hội nói với anh ta. Vậy cảm ơn anh. Tôi đi trước đây, Lạp Lạp. Đỗ Lạp Lạp, buổi trưa có rảnh không? Có chuyện cần nói với cô. Giám đốc Trần, hôm nay gọi tôi tới chắc không phải vì muốn nói chuyện dự án với tôi chứ? Quyết định mà tôi đưa ra rất khó thay đổi, cô đừng có phí sức. Nhưng vấn đề dự án người mới hiện giờ đã có thể giải quyết được rồi. Bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn các kế hoạch của cô. Dương Dĩ đang trong thời kỳ then chốt khởi nghiệp. Tôi nghĩ người vợ tốt như cô có hơi vô dụng rồi đó. Hôm nay định nói với tôi về chuyện công ty của Dương Dĩ. Tôi và anh ấy không can thiệp công việc của nhau. Anh đừng hòng moi móc từ chỗ tôi. Cô xem, Đỗ Lạp Lạp, tôi thực sự chân thành ở đây nhắc nhở hai người. Tình hình tiêu thụ đồ uống tốt cho sức khỏe mà giống như chúng ta làm ở đại lý Bắc Mỹ đã không tốt. Nhiều khả năng công ty sẽ xem xét từ bỏ. Tôi nghĩ buổi họp báo lần này giống để mượn danh nghĩa. Nhưng chỉ không cần phải đập nhiều tiền như vậy để cố đấu. Thông tin cơ mật như vậy sao biết được? Tôi có người quen ở công ty Bắc Mỹ. Hơn nữa, tôi xem chiến lược của công ty mà còn không nhận ra sao. Nếu anh có lòng tốt muốn nhắc nhở Dương Dĩ thì có cần phải thông qua tôi không? Cô nghĩ tự tôi đi tìm anh ta, ta có nghe không? Tôi nghĩ công ty ma của Dương Dĩ so với DB thì đúng là quá đáng thương. Hơn nữa tôi còn nghe nói vì buổi họp báo lần này mà ngay cả tiền hồi môn của cô anh ta cũng bỏ vào đó. Cô xem tôi là sợ anh ta để mất cả vợ thì mất mặt lắm có phải không? Về tình hình thị trường cạnh tranh, Dương Dĩ tự biết kiểm soát, chuyện này không cần lo. Hơn nữa tôi cũng sẽ không tham gia vào công việc của anh ấy. Tôi biết bây giờ chắc chắn cô đang không thể bao quát cả sự nghiệp và tình yêu. Cô xem, nếu cô nói với Dương Dĩ thì cô làm trái với đạo đức nghề nghiệp. Không nói với anh ta thì lo cho anh ta. Cô dây dứt. Vậy làm sao tôi biết có phải anh đang giả truyền thông tin không? Được. Vậy cô cứ coi như tôi không thành tâm giúp đỡ anh ta. Cứ coi như tôi chỉ muốn xem bộ dạng tuyệt vọng sau khi thất bại của anh ta. Cô nghĩ tôi là kẻ biến thái. Được. Anh đúng thật là biến thái mà. Nhưng anh đừng cố gắng nữa. Cũng đừng nghĩ sẽ quấy rối Dương Dĩ qua tôi. Anh sẽ không đạt được gì đâu. Tình hình tiêu thụ đồ uống tốt cho sức khỏe giống như chúng ta làm đại lý ở Bắc Mỹ đã không tốt. Nhiều khả năng công ty sẽ xem xét từ bỏ. Vậy nên tôi nghĩ buổi họp báo lần này giống như mượn danh nghĩa. Vì buổi họp báo lần này mà ngay cả tiền hồ môn của cô anh ta cũng bỏ vào đó. Cô xem là tôi sợ anh ta để mất cả vợ thì mất mặt lắm phải không? Cuối tuần không cần tăng ca, anh đưa em tới một nơi. Công việc chuẩn bị cho sự kiện của các anh thế nào rồi? Lần trước đó cần thay đổi đã quyết định chưa? Làm xong hết rồi, không nói chuyện công việc nữa. Chúng ta đi thư giãn nhé. Hai hôm nay cứ yêu xìu vậy. Thế nào?
Cảm giác khi đến với thiên nhiên không tệ chứ? Tốt lắm, cảm giác không khí nơi đây đầy ngọt ngào. Câu thoại anh thích nhất trong trái tim dũng cảm. Tự do. Thế nào, có phải cảm thấy rất tự do không? Anh ở đây để bắt côn trùng mà. Khi nào thì mới bắt hết côn trùng ở đây? Nếu không lo về thuốc trừ sâu thì sao hai người từ xa chạy tới đây hái quả chứ? Cũng phải, ở đây nhắm vào hữu cơ vô hại mà. Thực ra đất đai có sinh mạng, thuốc trừ sâu không những giết chết côn trùng còn phá hoại thổ nhưỡng, vậy nên chúng tôi muốn trồng trọt bằng cách nguyên thủy nhất. Đây là bạn thân của anh, ông chủ Quách, gọi là Quách là được. Chào anh. Chào cô. Quá ra anh là ông chủ ở đây, tôi còn tưởng anh là nhân viên chứ. Xem ra hai năm qua tôi không phí công trồng trọt, ở đây nóng lắm. Tìm nơi mát mẻ đi, tới quán cà phê của tôi nếm thử trái mới hái. Ý kiến hay đó. Lão Quách vốn lập kinh doanh ở công ty nước ngoài, anh ấy làm rất tốt. Sau này tự thấy chán làm nên chạy tới đây mở nông trường cũng được. Nơi này tốt mà. Không dễ dàng gì học được ở đâu chứ. Cứ từ từ học từng chút thôi. Đây, trái cây tươi, hai người ăn thông thả nhé. Ngon quá. Cứ ăn đi nhé. Trái cây ở đây tươi thật, ngửi có mùi hồi nhỏ. Sự kiện của anh lần này là hợp tác với lão Quách. Em nói xem, hay là tổ chức lễ cưới của chúng ta ở đây đi. Bỏ đi. Nếu em chê xa thì cứ quay về khách sạn, không sao. Không phải vì chuyện này. Trần Phong đã tới tìm em vì chuyện buổi họp báo. Anh nói em biết, lần này anh và DB trực tiếp cạnh tranh với nhau. Cho dù em nghe được thông tin gì cũng đừng nói với anh. Nếu không thì không vui đâu đấy. Nhưng em vẫn hơi lo lắng. Em cứ yên tâm đi, anh có thể ứng phó được. Không sao. Lần này DB đã sớm từ bỏ sản phẩm này rồi. Hơn nữa em thấy hình như trong tay Trần Phong có nắm nội tình gì đó. Em sợ xảy ra chuyện. Anh biết lần này DB không tập trung lắm. Nhưng không sao, dù họ thế nào cũng không ảnh hưởng tới bọn anh thúc đẩy sản phẩm một cách mạnh mẽ. Yên tâm. Em không lo về năng lực của anh. Em lo là lần cạnh tranh này không công bằng. Nhưng em vẫn tin anh có thể thành công. Em xem, như vậy mới giống vợ anh chứ. Không phải vì em, vì 50 triệu ba mẹ em đã giúp người khi gặp nạn, anh cũng không thể để sự kiện lần này có thể có bất cứ sơ suất nào. Em đừng nghĩ nhiều. Nhiệm vụ của em tối nay là ngủ một giấc thật ngon. Ngủ lỡ sáng mai tỉnh dậy lại có thăm quần thì chụp ảnh cưới không đẹp đâu đấy. Chụp ảnh cưới sao? Như anh nói sao sự kiện mới chụp? Không phải vì thấy em chọn đầy áp lực nhiều quá cho em chút ngạc nhiên để em gặp may mắn sớm hơn. Nhìn xem, như vậy mới giống vợ anh chứ. Hai chúng ta nói chuyện như vậy thì thợ ảnh chụp mới sinh động tự nhiên được. Em có còn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên anh đưa em tới đây không? Đương nhiên là nhớ rồi. Lúc đó em vẫn chỉ là một đứa non nớt, làm bộ làm tịch theo anh tham gia tiệc rượu. Khai thật đi, có phải vì lúc đó em mặc đẹp quá rồi sắc một cái khiến anh khuất phục? Sao em mở miệng là thay đổi lịch sử vậy? Cũng khuất phục anh. Rõ ràng anh thấy em đi một đôi giày cao gót loạn choạng qua lại trước mặt, anh sợ em đứng không vững mới học lui phong đưa em về nhà. Đưa em về nhà lại đưa đến đây còn bật nhạc cha tình cảm như vậy. Thôi xong, anh rõ ràng là ông chủ quái gở lừa gạt cô gái ngây thơ. Được, cứ cho là lừa gạt em đi. Nào, cô gái ngây thơ, làm trò cho anh vui nào. Vui tới mức này rồi. Nào, ông chú quái gở, làm trò cho cô gái ngây thơ vui nào. Học theo Machiko cho anh. Không, anh làm trò trước đi. Làm trò đi. Chụp mau, chụp mau. Cười gọt ngào quá.
Sếp à, có chuyện rồi. Sao vậy? Tôi vừa tới công ty Sophia báo cáo sổ sách. Sophia đột nhiên bị gọi về Pháp mà còn không về được vào ngày sự kiện. Cô ấy về lúc này chưa biết chuyện là có vấn đề. Chắc chắn là có chuyện rồi. Lý Khôn, anh xem cái này, dự án quản lý thực tập sinh chưa? Tối qua tôi thức đêm xem rồi, kế hoạch này của cô đúng là rất mới mẻ. Hơn nữa, trong quý tới bộ phận chúng tôi vốn cũng định tuyển sinh viên tốt nghiệp khóa này. Vậy quá tốt rồi, bây giờ bên phòng kinh doanh không có vấn đề gì nữa. Nếu bên phía các anh cũng không có vấn đề, thì kỳ tuyển dụng đầu tiên của chúng ta chắc chắn có thể bắt đầu ngay được. Trong cuộc họp hàng tuần này, tôi sẽ tập trung đề cử dự án này với giám đốc Trần. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn tôi, giống như anh ta cũng muốn tôi đưa ra phương án cải cách nội bộ. Tôi cũng sắp phiền chết rồi, vừa hay cô còn giúp tôi. Hai kẻ thất bại đang cùng thúc đẩy dự án mới, đúng là một nhóm hoàn hảo. Nghĩ xem ai sẽ trả tiền cho hai người. Sophie để lại thư, đó là tổng bộ tạm thời gọi cô ấy về. Cô ấy sẽ gấp rút về trước buổi họp báo. Gọi cô ấy về được thời điểm này là có chuyện gì đây? Hay là cậu gửi mail cho cô ấy, hỏi cô ấy xem. Nếu cô ấy có thể nói, chắc chắn đã nói với chúng ta rồi. Nên bây giờ hỏi cũng vô ích. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta cứ làm tất cả theo kế hoạch thôi. Tất cả mọi chuyện chờ kết thúc sự kiện rồi nói. Mời vào. Louis, bây giờ anh có rảnh không? Kế hoạch quản lý thực tập sinh có tiến triển rồi. Tôi muốn nói với anh. Ngồi xuống rồi nói. Bây giờ phòng kinh doanh đã quyết định tham gia. Phòng thị trường cũng tỏ ra rất hứng thú. Vậy nên tôi muốn hỏi, trước khi nói chuyện với giám đốc Trần, có thể làm phương án chi tiết không? Thời gian trước không phải đã nói phòng thị trường không có hứng thú sao? Sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Vì tôi đã tìm hiểu tình hình nhân sự phòng họ và tìm đồng minh trong bộ phận của họ. Bây giờ Lý Khôn đã coi chuyện này như là chuyện của mình và rất chủ động. Khiến bộ phận khác coi như dự án thành chuyện của mình cũng là một điểm vô cùng đáng khen khi hợp tác với các bộ phận. Cô làm chuyện này rất tốt. Tôi cũng phải dần dần mới bò được đường. Như dự án này, nếu muốn đứng đầu vẫn còn một vấn đề mấu chốt. Cô đã từng nghĩ chưa? Ngân sách nhân sự được phân bổ cho bộ phận nào? Tôi biết để các bộ phận chi tiền cho kế hoạch mới có thể có chút khó khăn, nhưng nếu mọi người đều tỏ ra hứng thú, chúng ta có thể bàn bạc cơ chế phân bổ. Ngân sách nhân sự quý sau của bộ phận chúng ta đã báo lên trên rồi, khó mà tăng thêm được. Nhưng nếu chúng ta bỏ lỡ quý tới thì sao bỏ lỡ kỳ tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp khóa này? Nếu anh đã biết không có ngân sách, tại sao không nói với tôi sớm hơn? Lạp, tôi hy vọng dự án này coi như là một cơ hội rèn luyện của cô. Có lẽ năm nay không thể lập tức thực hiện, nhưng rất có ích cho năng lực chuyên nghiệp của cô. Louis, tôi không phải trợ lý mới. Tôi là giám đốc phòng quản lý nhân sự. Tôi đã có kinh nghiệm làm việc 5 năm rồi. Tôi không cần cơ hội rèn luyện, mô phỏng. Anh làm vậy là lãng phí thời gian của tôi, cũng lãng phí tài nguyên công ty. Xem ra sự phát triển của cô trước đây đúng là quá thuận lợi. Cô có biết hồi tôi là một giám đốc sơ cấp, đề án của tôi đã bị xử tử bao nhiêu lần không? 7 lần. Mỗi lần tôi đều kiểm tra kỹ càng, chuẩn bị kỹ càng cẩn thận, nhưng ngân sách có hạn, đề án của tôi vẫn chưa đủ tốt, chưa tới mức công ty buộc phải làm. Nhưng điều đó không cản trở tôi thử lần thứ 8. Bây giờ cô bỏ ra bao nhiêu thời gian? Chỉ vài tuần thôi. Nếu như đây gọi là lãng phí, thì tôi chỉ có thể nói với cô rằng, người không thể thua thì sẽ không thắng. Lạp, sếp vừa không theo ý của cô thì cô liền giở trò, giở cái tính công chúa ra. Tôi thấy cô cần phải chịu chút cản trở và giáo huấn. Lạp, xảy ra chuyện gì vậy? Cô cãi nhau với Louis sao? Là tôi quá nóng lòng thúc đẩy dự án, là do tôi không đúng.
Bạn đánh giá, cô ký một chữ đi. Có câu này không biết cô nên nói không? Con người như quanh tôi luôn đuổi việc chứ không đuổi người. Tôi không có ý nhắm vào cô, nhưng tôi cảm thấy với thâm niên và kinh nghiệm của cô, làm giám đốc đúng là có hơi vất vả. Hay là như vậy, tôi có gợi ý cho cô muốn thăng tiến ở DB, xem ra không có hy vọng gì. So với việc bị thờ ơ thì chi bằng từ chức tìm nơi khác đi. Đường nào cũng đến La Mã mà. Sophie vẫn chưa tới. Sao tôi cảm thấy chuyện này có hơi kỳ quặc? Khâu tương tác sắp bắt đầu rồi. Cậu đến bãi xe đón MC đi. Vừa gọi điện bị kẹt trên đường, mất nửa tiếng nữa. Vậy chắc chắn là không tới được rồi. Đúng là họa vô đơn chí. Cô bé, quy trình khâu tương tác em được thuộc hết phải không? Thuộc. Em đã đối chiếu với MC 3 lần rồi. Em cũng sắp thuộc rồi. Tốt quá rồi. Lát nữa MC không tới thì một phút sau em lên sân khấu. Em sao? Đúng vậy. Nó suốt ngày kể với tôi hồi đi học, đứng thứ ba cuộc thi MC trong trường. Hôm nay cho em sân khấu phát huy cho tốt. Không vấn đề, dễ lắm. Được, lên thì lên, sợ gì. Lạp lạp, tôi còn thấy lạ, sao hôm nay không thấy cô? Quá ra cũng vừa tới, xem ra phòng thị trường các anh đúng là qua loa chiếu lệ sự kiện lần này. Tôi chỉ muốn xem sau khi cô nói với anh ta lời cảnh cáo của tôi, anh ta sẽ làm thế nào. Tôi không ngờ anh ta vẫn bỏ vốn liếng cho sự kiện lần này. Con người anh ta quá coi trọng thể diện, anh ta muốn cho mọi người thấy anh ta đợi thời trở lại, nhưng tiếc là nắm bắt cơ hội không đúng. Có phải anh biết chuyện gì không? Tại sao cứ nói đợi chừng để hù dọa người khác? Cô sẽ mau chóng biết được đáp án thôi. Cố làm ra vẻ quyền bí. Chào mọi người. Chào mừng mọi người tham gia sự kiện sản phẩm Pháp kết hợp với nông trường hữu cơ hôm nay. Khâu tương tác vòng 2 sắp bắt đầu rồi. Sướng sướng, anh bảo đó làm MC Nghiệp Dư thấy sao? Con bé đang ở trên đó. Được đó, mau cổ vũ đi. Vậy em đi xem tiếp nhé. Dương Dĩ, không khổ là kỳ tài kế hoạch. Có thể làm tuyên truyền cho công ty nhỏ được như vậy, không tồi. Chú Dĩ, tôi còn muốn xem hôm nay các anh có ý tưởng gì. Không ngờ lại bình tĩnh như vậy. Không phải phong cách của DB. Phong cách DB mà anh nói là phong cách của anh. Còn phong cách của tôi thì khác phong cách của anh. Nhưng đó là phong cách của tôi. Tiềm lực thị trường của DB rất lớn. Nắm chắc cơ hội đi. Tôi đến để xem tiềm năng tăng trưởng của nó. Cũng không cần ra vẻ gửi gắm. Anh biết tôi không thích trò đó. Nhưng hôm nay các anh làm vậy là muốn rút khỏi thị trường đồ uống tốt cho sức khỏe sao? Rút khỏi sản phẩm này không có nghĩa là rút khỏi thị trường. Anh có phát hiện ra trọng điểm tuyên truyền của chúng tôi nằm ở công ty chứ không nằm ở sản phẩm sao? Đợi mà xem nhé. Giờ đây Trần Phong toàn nói hàm ý, anh nhất định phải cẩn thận một chút. Cẩn thận gì chứ em xem. Đại cục đã định, không có gì phải lo lắng cả. Xin lỗi em đến muộn. Bên đó đã làm theo anh nói. Đã bố trí xong. Tốt quá rồi, không sao. Vừa đúng lúc.
Được rồi, em mau bịa ra lý do bảo cô ấy đi đi. Không có lần sau đâu đó. Lam Lam, sao cô lại tới? Không phải cô cũng tới giúp chứ? Mình không làm khổ công cho Dương Dĩ đâu. Mình là như vậy, mình vừa từ câu lạc bộ qua đây, sau đó phát hiện ra một chuyên viên trang điểm cực kỳ chuyên nghiệp. Hay là hôm nay chúng ta quyết định vụ trang điểm cô dâu đi. Hôm nay không được, lát nữa mình còn phải giúp họ dỡ gian hàng nữa. Dỡ gian hàng là gì vất vả, sao lại tới lượt cậu động tay? Dù sao cậu cũng là bà chủ, đúng không? Đúng không Dương Dĩ? Đúng đúng. Em xem, hay là người ta đã đuổi theo tới tận đây rồi. Em đi cùng cô ấy đi. Hơn nữa hiện trường này cũng không có việc gì cho em làm. Được rồi, đừng quấy nhiễu nữa. Em mau đi đi. Vậy, em đi nhé. Lát nữa gặp ở buổi tiệc mừng công của các anh. Được, không thành vấn đề. Helen, chọn một kiểu đơn giản một chút. Đừng để đến lễ cưới anh không tìm ra cô dâu của mình là ai. Em cũng không thích trang điểm đậm đà. Được rồi, mau đi đi đi. Mau mau. Đi thôi.